Xin chào các bạn. Mình giới thiệu đến là sản phẩm sơn giả đá nhé, thi công tại thành phố mới Bình Dương này. Ai có nhu cầu là liên hệ làm sơn giả đá Cẩm Thạch nhé, liên hệ với mỹ thuật hoàng long.com nhé. 0966581851. Chúng tôi nhận thi công sơn giả đá, sơn giả gỗ và vẽ tranh tường 3D nhé. Các bạn vào website để tham khảo nhiều mẫu đẹp hơn. Và dàn lục bình chúng tôi làm sơn men nhé. mỹ thuật hoàng long.com nhé, 0966581851 và sơn giả đá cẩm thạch.net. mỹ thuật hoàng long.com nhé, đang trong quá trình hoàn thiện thổi bóng. 0966581851 nhé. Sơn giả đá, sơn giả gỗ và vẽ tranh tường 3D. Chúng tôi nhận thi công tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành ở phía Nam.